Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì tại trung tâm đồ gỗ Văn Sáu sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn thấy được một trong những cái mẫu sập thờ rất là hoành tráng. Và một cái mẫu sập thờ này thì anh em nào là những người có cái không gian thờ cúng rộng rãi và một không gian đẹp đẽ thì anh em lên lựa chọn xem là chúng ta lên thiết kế cái mẫu sập thờ như thế nào. Thì ở đây chúng tôi đã dùng một cái mẫu sập thờ này. Một cái mẫu sập thờ này thì chia sẻ cho anh em là để mà thiết kế được một mẫu sập thờ này không phải ai cũng có thể thiết kế được. Chúng tôi thiết kế là đủ bộ tứ linh, đủ bộ tứ quy, đấy, đủ ngũ phúc, đấy, đủ nhị long trầu nguyệt. Và hôm nay thì quý vị có thể chiêm ngưỡng được ở đây. Chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị từng chi tiết một. Quý vị có thể thấy được rằng là đầu tiên là cái đế là chúng tôi kê hai con nghê, quý vị thấy không ạ? Bình thường chúng ta thấy được rằng là hai con nghê là hai con cộng cả cái bàn thờ này, đấy, đây là đầu con nghê đây, anh em nhìn thấy đúng không ạ? Cộng cả cái bàn thờ này. Thế thì ở trên con nghê thì những cái chân của cái sập thờ nó là bốn cái trụ chính, đấy, thì nó ngồi lên con nghê. Và bốn cái trụ chính này thì quý vị thấy không ạ, chúng tôi đục một con rồng, đấy, một con rồng rất là đẹp, anh em nhìn thấy. Thế thì cái tứ linh ở đâu? Đầu tiên chia sẻ cho quý vị là cái yếm chính ấy, quý vị có thể thấy là soi cho quý vị xem, đây là một cái yếm chính hay là người ta gọi là cái dạ sập. Thế thì cái dạ sập này nó lại dùng cái sức là gánh toàn bộ cái bàn thờ, đúng không ạ? Là cái dưới cùng này chúng ta sẽ thấy được rằng là nó cứ liên đới với nhau, đúng không ạ? Kết hợp với nhau rất là chặt chẽ. Và trên cái dạng này thì chúng tôi đục tứ linh, long ly, quy phục, đúng không ạ? Con rồng, con rùa, đúng không ạ? Con ly, con phượng, đấy là bộ tứ linh. Thì ở bên giữa chúng tôi đục đại diện của chú hổ phù, chính là đầu con rồng tứ diện, đúng không ạ? Đang phù thủy. Thế thì tiếp theo nữa thì nhị long trầu nguyệt. Nhị long trầu nguyệt ở chỗ nào? Thì chia sẻ cho quý vị là nhị long trầu nguyệt thì chúng tôi thiết kế là gì? Là những cái điểm là ở cái cổ này. Đây là hai con rồng trầu mặt nguyệt ở đây. Thì đây gọi là nhị long trầu nguyệt, đúng không ạ? Nhị long trầu nguyệt. Đấy. Thế thì đến cái phần là gì? Cái phần tiếp theo nữa đó chính là phần tứ quý. À, đục tứ quý. Tứ quý thì anh em thấy không ạ? Thông trúc cúc mai. Đây là cái mai ở cái ô đầu tiên này. Đấy, con ly hóa ra mai. Đấy. Cây cúc này. Đúng không ạ? Cây trúc này. Đấy. Rồi anh em thấy không ạ? Đây. Tùng. Đấy. Thông trúc cúc mai nó cũng đều ở trong cái bộ đại hội này. Đấy. Anh em nhìn rất là rõ, đúng không ạ? Rất là kỹ, đúng không ạ? Đấy. Để anh em thấy được rằng là bộ tứ quý nó đầy đủ là thông trúc cúc mai. Đấy. Thế thì anh em nhìn thấy ở đấy anh em sẽ làm rất là rõ, đúng không ạ? Nó đầy đủ bởi vì sao? Cái bức đại hội này là bức hội tụ toàn bộ một bộ tứ quý là ở trong cái bức đại hội này. Đấy, bộ tứ quý hóa. Thế thì anh em nhìn thấy tiếp theo nữa đó chính là dòng trầu. Thiết kế dòng trầu anh em nhìn thấy đây là một cái cột, là một con dòng nó trầu ở trong đây, bên này cũng vậy, bên này cũng vậy, dòng trầu. Còn ở đầu mùi bên này thì là ngũ phúc. Đây, chia sẻ cho anh em, đầu hồi bên này là ngũ phúc này, rồi thì tứ linh cũng ở đầu hồi bên này. Tứ linh là những cái ô này. Đấy, những cái ô này. Đây là con phượng này, con rùa này. Đây là ngũ phúc này, đại diện một chữ phúc ở giữa. Năm con rơi ở xung quanh. Đấy, đây là ngũ phúc. Thế thì đây cũng là một trong những cái giá trị khi mà thiết kế một cái bàn thờ. Đấy. Bình thường ra ấy, thì người ta sẽ thiết kế theo cái kiểu là chỉ có tứ linh thôi, hoặc là tứ quý, hoặc là nhị long trầu nguyệt. Nhưng một cái bàn thờ to như thế này được làm trên cái chất liệu bằng gỗ mít,
và anh em thấy được rằng là đục chạm khắc rất là nhiều chi tiết, rất là tỉ mỉ, và nó đều có một cái giá trị phong thủy. Tứ linh là gì? Tứ linh là tượng trưng cho bốn cái con này, Long Ly Quy Phụng này tượng trưng cho là Đông Tây Nam Bắc, đúng không ạ? Bốn cái tứ quý này tượng trưng cho Sơn Hạ Thu Đông, đúng không ạ? Đấy là một trong những cái giá trị phong thủy, những cái tác phẩm này. Nhìn trên cái ban thờ quý vị thấy không ạ? Nó rất là trang nghiêm, rất là chắc chắn và rất là đẹp. Cái ban thờ này mà chúng ta để ở phòng khách, một cái nơi thờ cúng đẹp đẽ, thì cái ban thờ này rất là lộng. Ở đây thì chúng tôi chia sẻ cho quý vị một cái ban thờ này là rất là to, có cái kích thước là dài 2m 37. Đây, chiều sâu của nó 1m27, chiều cao 1m27, rất là cao to luôn. Thế thì trên ban thờ thì quý vị thấy không ạ? Chúng tôi đã thiết kế là trưng bày khá nhiều những cái vật phẩm thờ cũng ở đây. Ví dụ quý vị nhìn thấy ở chỗ bên tường là một cái bộ một thư, đúng không ạ? Rồi ngai, rồi đèn thờ, rồi cọng hoa sen khoảng 4 mét. Đấy, rồi thì mâm ngũ quả, rồi thì hũ nước, hũ gạo, rồi thì bình rượu, rồi thì chén nước, rồi thì những cái tiền vàng hay là bánh kẹo. Nếu như nhìn thấy ở trên văn phòng là chúng ta trưng bày là rất là ok. Đấy, đấy là những cái giá trị khi mà chúng ta đã làm một cái bàn thờ đẹp, chúng ta phải biết cách trang trí. Đấy, rồi đó là một cái giá trị. Còn ở đây chúng tôi còn có đốt trầm nữa anh em. Cái này là cái trầm. Đấy, trầm này thì cứ cùng một hôm rằm là thường thường là chúng tôi sẽ đốt trầm. Đây là cái tay của Phật đốt trầm ở trên này. Đấy, anh em đấy, đầy đủ hết luôn. Thế cho nên là khi mà anh em muốn cái gia đình, cái phòng thờ của mình nó đẹp đẽ và nó trang trọng, đấy, ấm cúng, thì anh em nên lựa chọn cái cách để chúng ta sở hữu một trong những cái ban thờ đẹp, cái sập thờ đẹp, cái không gian thờ cúng đẹp. Đấy, đây cũng là một trong những cái mẫu mà chúng tôi đã thiết kế để trang trí cho phòng thờ. Thế cho nên là anh em nhìn thấy cái mẫu này cũng có thể là anh em học hỏi được đôi chút. Cho nên là cái gì mà chúng tôi muốn chia sẻ cho anh em cũng là mong muốn anh em là ngày càng là có những cái cách để chúng ta làm sao cho nó chuẩn hơn. Còn anh em nào có cái ý kiến trên ban thờ hay là trên cái bộ sập thờ chạm khắc như thế này mà anh em cảm thấy chưa ưng, cảm thấy cần phải tư vấn, cần phải góp ý, thì anh em hãy comment ở bên dưới video. Và chúng tôi thì luôn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những cái video này. Cảm ơn anh em rất là nhiều.